Con. Dạ. Nhà xong tắm vô đây kỳ đất vậy? Trời ơi, chú không... đâu. Cô không biết đâu. Tại vì ba mẹ dạy là con phải ở sạch sẽ. Ừ. Thì giờ con có đất thì con phải kỳ ra. Sau khi con kỳ đất ra con sẽ bỏ vào miệng ăn. Hả? Con ơi. Mặn không? Chưa có mặn bằng cái này đâu. Còn ăn cái này là mặn nhất nè. Tụi con nó phải tưởng tượng như mình giống như là một cái con thú gì cho nó dễ thương. Đó, bạn Giang này, cái mặt bạn giống như là con thỏ. Con đâu phải tên Giang, con tên là Đàm Vĩnh Hưng. Rồi còn con á, giống con hươu cao cổ. Không, con là Pokemon. Bạn sắp tới thì con cứ tưởng tượng như con biết là cái đồ mà mình hay để tiền bỏ ống không? Ông heo đất, mẹ mua cho con heo đất. Nín. Bạn mới tới là phải yêu thương bạn mới, biết chưa? Dạ. Mời bạn mới vô. Mua cho con heo đất, I-A-I-A. Mua cho con heo đất, I-O-I-A. Mua cho con heo đất, I-A-I-O. Mua cho con heo. Trời ơi, rồi con khóc dữ vậy con? Cô ơi. Ơi. Sao mặt bạn già thế? Cô ơi, nhìn bạn đội cái nón giống như mấy ông phi công nhảy dù. Sao bạn này có râu sớm quá vậy cô? Cái này là nhà. Lông môi. Trời ơi, mà coi khóc khiếp thì trời ơi, để cô hỉ mũi đó nha. Ôi, bạn giống con heo thật. Chị đâu đây? Đây. Đừng có khóc nữa. Con lần đầu tiên tới trường á. Ừ. Con sợ lắm. Không có sợ gì hết. Đây là hai bạn này rất là yêu thương con. Bắt tay bạn đi. Đó. Ây da, ây da. Cái gì vậy con? Dạ, con chỉ định coi các bạn có để móng tay không? Để cào đất giùm bạn. Không có yêu thương bạn bè gì hết trơn à. Bắt tay coi. Cô trên tường có gì kìa cô? Có cái gì đâu. Ây da. Bạn đá con á. Đá đâu mà đá? Hai bạn bắt tay con đàng hoàng vậy chứ đá đâu mà đá? Nói dối là không tốt đâu. Những người hay nói dối sẽ bị mập đó. Thôi bây giờ ngồi xuống đây đi. Cô đi ra ngoài chút xíu nha. Dạ. Đó, hai đứa lần sau là yêu thương bạn mới mình nha. Dạ. Bạn mới là phải trang hòa với hai bạn nha. Dạ. Alo, con đó hả con? Rồi coi cái vỏ bạn có cái gì? Cái này của mình mà. Đừng có cãi. Cãi à? Sao cãi hoài vậy? Sao con nói là phải thương yêu nhau mà. Thương cho vô cho cuộc. Nè, thương yêu là phải chia sẻ. Không, mình phải chào mừng bạn xuất hiện đã trước đã. Chào bạn xuất hiện nha. Ừ. Chào mừng bạn đến với lớp học của chúng tôi. Bạn ơi, bạn bị hoảng hồn hả? Hết hồn luôn á. Hơi hồn hả? Thôi bây giờ mình sẽ khui. Bạn ấy đem theo cái gì? Cái kèn là của mình đúng không? Đâu có cái này vô. Cái gì vậy? Bạn còn xài cái này hả? Trả lời cái này, trả lời. Cái này là khẩu trang đó bạn ơi. Có chiếc xe hơi cho bạn luôn nè. Không, cái này của mình. Không, chiếc xe hơi này của mình thích chạy xe ô tô. Đó là của mình. Cảm ơn bạn. Không có được, cô giáo nói là phải... Bạn, yêu thương là phải chia sẻ con gấu biết sao của bạn đó. Mình chơi trò đập phá đi bạn. Chị cha cha ba chưa có chi. Ê, mấy bạn làm... Chúng trời ta... ơi! Trời đất ơi, hồi nào giờ cái lớp đâu của mình mà bừa bãi vậy? Em nào làm cái này? Hả? Dạ không có, đó là cái này, mấy cái này là hai bạn đó làm. Hai bạn cái gì? Ôi bạn gì? Ơi, bạn không biết nhận lỗi, bạn phải biết nhận sai lỗi lầm chứ, bạn đâu thế nào mới vậy được. Cái gì vậy? Trời ơi, thấy chưa đâu, trời ơi. Hai con chắc chắn không? Là bạn làm bể cái này phải không? Dạ. Nhưng mà thôi, bạn có làm gì để con dọn cho chứ mình. Không, chung... để yên. Thôi để con dọn cho. Có lỗi là phải phạt, để cô phạt. Để con dọn đi mà. Không, yên. Dạ vậy đi. Dạ. Thôi đừng có phạt bạn. Bạn bị gì con buồn lắm. Con úp mặt vô tường cho cô. Cô ơi, cái mặt bạn úp vô tường nào mới vừa cô? Nè nè, cái chỗ tường này bự nhất nè, úp mặt vô. Đó. Cô ơi, mình phạt như thế nào? Phạt vậy nè, bây giờ đó. Coi như cô nói cái gì bạn phải làm theo y như vậy. Cái gì đây? Ủa? À, con hả? Đó rồi hả? Thích nhất là cái động tác đó nha. Giờ như vậy nè, con nhón hai chân lên. Đó, đó hai chân lên đó. Rồi con lấy cái đầu con đụng vô cái gót chân đằng sau. Làm sao? Đụng vô gót chân đằng sau. Được chưa? Đụng ra chưa? Được chưa? Đó, bây giờ chống cái đầu xuống đất. Dựng hai chân lên trên. Cô ơi, lên tầng xong bây giờ. Sao cái gì? Cô ơi, bạn làm gì kìa? Trời ơi, cô đang nói chuyện với con cô. Thôi, bye. Ủa, nãy giờ cô nói cái gì vậy? Làm những gì cô nói. À không, cái này khác, cái chuyện gia đình thôi, con đứng dậy đi. Thôi được rồi, giờ như vậy nha.
Ủa nãy giờ cô dặn đứa nào dọn thì cô quên, cô lo phone nó cô quên rồi. Đứa nào làm đứa đó dọn. Không, hai đứa con hứa hai đứa con dọn. Đâu có đứa nó làm đứa nó dọn mà. Thấy rõ ràng hai đứa đòi dọn đúng không? Em cũng dọn cho. Bây giờ hai đứa dọn cho cô nghe. Giờ cô ra cô lấy đồ ăn vô. Đó, con làm lỗi con phải biết lỗi, giờ để hai bạn dọn cho con. Rồi con phụ bạn. Giờ cô ra cô lấy đồ ăn vô. Dọn cho. Để cũng dọn cho cô không sao đâu, cũng dọn cho. Bạn thiệt là xấu. Bạn toàn nói dối để cô giận mình thôi. Nhưng mà rõ ràng là hai bạn làm cái chuyện này mà. Ai làm? Bạn nói đi. Ai làm? Ai làm? Ai nói đi. Ai làm? Ai làm? Nói. Mình làm. Phải thành thật như vậy biết chưa? Giờ chúng ta học hành một chút xíu đi. Còn bữa nồi gì? Màu xanh. Nó là màu vàng. Nhìn lại đi. Nó là màu vàng. Nó là màu vàng. Quả bữa nồi gì? Nó là màu vàng. Bậy, quả là màu xanh. Cái gì vậy? Nói chung là quả bóng nào cũng là màu vàng. Nhưng mà lúc tôi muốn nó màu xanh thì nó là màu xanh. Bạn nghe vậy? Rồi, tới rồi, ăn vô nè. Đó, tụi con nè, đó, ăn nè, đó. Trước khi mình ăn mình phải học bài cô. Đúng vậy, trước khi đó, đây nè, trước khi ăn thì cô phải ôn lại bài nha, ôn lại màu nha. Dạ. Trời ơi, con ơi, cái bàn cô vậy làm sao? Để con phụ cô, để con phụ cô, con phụ cô cho, bạn không phụ cô. Quá, còn quá giỏi thì cơ. Học đồ ngoan bây giờ dây. Được chưa? Dạ. Giờ mình ôn lại bài nha. Hôm nay mình học về màu sắc nha. Dạ. Bây giờ mình học bài màu sắc đi bạn. Màu sắc nha. Hôm nay làm câu hỏi bạn mới nè. Đó. Màu này là màu gì? Câu hỏi lại nè. Màu này là màu gì? Màu vàng. Không phải, không? Câu hỏi lại lần nữa nè. Màu này là màu gì? Màu vàng. Có. Cái này á là màu trắng. Con nhắc lại cho cô nghe, màu gì? Màu trắng. Hay quá, đúng rồi, bây giờ hỏi lại một lần nữa nha. Màu này là màu gì? Màu vàng. Trời ơi, sao vậy, khổ ghê đó. Màu này là màu gì? Màu vàng. Trời ơi, sao vậy? Trời ơi, không phải, thì cô nói lại một lần nữa nghe con. Trời ơi, sao con bị mù màu hay sao? Cái màu này nè, nó là màu xanh. Màu xanh. Nói lại nè, đứa giỏi giỏi nói nè. Đây là màu màu vàng. Tức là bây giờ màu này nè. Màu này là màu gì? Màu này màu gì? Là màu màu nói. Màu nói. Trời ơi, sao vậy? Trên đời này không có cái màu gì là màu nói hết trơn á. Trời, bây giờ hồi nãy con nói cái màu gì, bây giờ con nói y cái màu đó làm con đúng. Bây giờ nè, màu gì? Màu xanh. Câu hỏi là màu này là màu gì? Màu vàng. Hay quá, trời ơi, con giỏi quá. Anh nói trời ơi, giỏi quá, thấy không? Thôi giờ vô ngồi đi, giỏi quá, màu vàng, hay quá. Đó đây nè, cái quần màu vàng hồi nãy không nói nè. Đó rồi, vô vô, hay quá, hay quá. Con đập mũi. Con đang đập mũi. Ăn, giờ ăn đến giờ rồi ăn. Giờ ăn đến rồi, nhau vô ăn. Rồi. Bây giờ hai đứa ăn đi nha. Dạ. Đó, đó, cô phụ nữa nè. Alo con hả? Trời đất ơi, rồi đó con học múa xong rồi hả? Ăn chưa? Ờ, tụi nhỏ mẹ cho ăn bột bậy bạ, con phải ăn có dinh dưỡng nha con. Tại sao? Hả? Tại sao bạn cứ ăn như vậy? Bạn cứ không nghe lời tôi. Chương trình làm bánh ẩm thực. Mấy bạn làm gì vậy? Trang trí nội thất. Cái này ăn mà. Tôi giận bạn lắm. Bạn không chịu làm cho cô hiểu chúng tôi. Tôi giận bạn lắm. Hồi nãy mình có làm giống mà. Giống gì? Màu vàng mà. Thôi, tôi sẽ không cho bạn ăn đâu. Cái phần của bạn là tụi tôi ăn luôn. Thôi, cho mình ăn với bạn. Ê, cô vô, cô vô. Trời ơi. Sao vậy, Trời ơi. Sao vậy? Cô. Sao vậy? Bạn mập quá, bạn ăn không đủ, bạn lấy phần của bạn làm gì? Trời ơi, tôi chết rồi, bạn ơi. Chính là tôi nhậu lên không được nè, chết rồi, trời sao. Ấy à, sao bạn đánh mày? Mình đâu có bánh tặng đâu. Bạn đánh đi. Tôi đánh. Rõ ràng. Không có bánh tặng đâu. Con thấy rõ ràng. Bạn đánh con đi. Con thấy bạn này. Trời ơi, cô phải giải quyết. Nếu không em về em nói ba má em làm cho trường cô sáng nhất hôm nay. Con làm mấy bạn dơ giấy quá, bây giờ con chùi giùm cô đi. Chùi cho sạch. Cái gì vậy? Đừng có đánh nữa. Hả? Đừng có đánh nữa. Tha cho tôi đi. Đâu có đánh bạn đâu. Con chùi mà. Con chùi mà. Thôi, được rồi. Con này dơ quá. Trời ơi, cô làm gì vậy? Cô chùi giùm con luôn. Cô chùi. Cho nó đều, cho ba đi. Thôi
đẻ con chùi cho cô. Cô cũng dính đây nè. Im lặng, ngồi đàng hoàng, ráng lo cho bạn nghe. Đó, ba người phải yêu thương hòa thuận rồi cô đi tiếp. Bạn quá trời quá đất rồi. Cái mặt tôi mà bạn coi như bánh kem là bạn sai lắm rồi. Bây giờ tôi chỉ bạn chơi là nằm xuống nhẹ nha. Hey. Con bị viêm ruột thừa mà bạn đạp bao tử của con. Không có, con không có làm gì hết cô ơi. Tụi con là không có được chút xíu nào hết trơn nha. May mà cô ra nè, cô theo dõi cái phone nè, cô thấy cái camera ngoài kia kìa. Con á, ma cũ bắt nạt ma mới. Bạn vô, bắt đầu cô tưởng á là con yêu thương bạn. Trời ơi con không biết gì trong chuyện này á. Bạn này chui á, không biết gì chứ. Đúng cái gì? Cô đã biết rồi. Biết cái gì? Con ngu, ba má con mới rửa con vô trường. Ừ. Con là một đứa không có ý thức. Ai làm gì con làm theo, bạn làm gì con làm theo hết. Con là một đứa ngu mà ngu không biết gì hết. Coi cô, thật ra con với bạn này không biết gì luôn. Bạn này bắt mình làm vậy diễn kịch cho nó vui á. Cô à, con có ý kiến á. Thật ra hai bạn này á, trở thành như vậy á, là chắc bọc lỗi cũng là phần cô. Cô cứ đi ra nói điện thoại không à. Rồi đấy các bạn này tự muốn làm gì thì làm. Cô đi bắt Pokemon á. Không phải đâu. Đấy. Cô lo cho con của cô đó. Đúng rồi. Nếu mà cô lo cho con cô thôi cô về cô lo cho con cô đi dạy làm chi. Đúng rồi. Chị đi dạy mới có tiền để lo cho con cô được chứ. Trời ơi lòng mẹ bao la phải lo cho con trước giờ mới lo cho học trò nè. Bây giờ vô ngồi đàng hoàng cô dẫn đi rửa mặt nghe chưa. Bây giờ á tụi con sống trong yêu thương chứ không bao giờ con phá bạn nữa. Rồi hứa chưa. Con xin lỗi cô. Không xin lỗi bạn nhá, cô cũng xin lỗi tụi mình con luôn. Xin lỗi bạn. Bạn ơi, từ nay về sau không bao giờ như vậy nữa. Chúng ta hãy hát một bài hát để chào đón bạn mới và nói nên cái sự xin lỗi của mình nha. Đúng rồi. Sorry bạn, hãy quay về đi. Sorry bạn. Sorry bạn, hãy quay về đi. Về đi. Sorry, hãy quay về đi. Mình bị đứng nghĩa rồi. Tóm tắt giùm mình đi. Hết.